Việt Nam America, Việt Nam America, lấy máu đào đắp đền sông núi quên thân mình. Giờ đây anh đang nơi đâu, rừng sâu hay nơi biên cương, mà về đây hiên ngang anh đứng bên nhau. Dĩ miền thân ái chào gặp lại quý khán giả của đài VNTV trên mặt tầng 17.3, 16.10 và 26.9 trên Facebook, YouTube VNTV, trên website vnatv.com. Đây là chương trình sinh hoạt cộng đồng. Hôm nay là giờ cầu nguyện cùng với giảng sư Mã Gia Trí. Trước hết kính chào giảng sư Mã Gia Trí. Kính chào quý vị Du Mi, kính chào tất cả quý vị. Vâng, trước khi vào chương trình, cho phép chúng tôi được giới thiệu một vài cơ sở thương mại đã quảng cáo bảo trợ cho chương trình này. Odyssey Israel là một văn phòng uy tín lâu năm, đã được sự tín nhiệm thương yêu của đông đảo quý thân chủ, quý đồng hương. Odyssey Israel có bán đủ loại bảo hiểm như bảo hiểm nhà, xe, thương mại, Worker's Comp, bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác. Đặc biệt, văn phòng Odyssey Israel có nhận làm luôn dịch vụ về DMV. Đến với văn phòng Odyssey Israel, quý vị hoàn toàn yên tâm, bởi vì tại đây nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Odyssey Israel đã được đổi sang địa chỉ mới 14541 đường Brockhurst, thành phố Westminster, trong khu Kawas, lầu 2, căn C10. Điện thoại 714-839-1498, 714-839-1498. Cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ cho Philip Nam suốt thời gian vừa qua. Nếu quý đồng hương có những nhu cầu mua bán hay tài trợ, tái tài trợ địa ốc, xin gọi cho Philip Nam ở số điện thoại 909-576-1934. Gạo Banda được Certified Non-GMO và Number One Red Rice. Gạo Banda có bán tại chợ Sài Gòn City Marketplace và các chợ Việt trên khắp nước Mỹ. Gạo Banda dễ nấu, dễ ăn, ai ăn cũng thích. Panda Rice Number One. Cảm ơn quý cơ sở thương mại. Sau đây là cáo phó. Chúng tôi vô cùng thương tiếc khẩn báo đến quý quan thân bằng quyến thuộc, các đồng nghiệp và khán giả xa gần, nghệ sĩ Ngọc Đáng, tức là bà Nguyễn Thị Đáng, pháp danh Diệu Hiền, sinh ngày 11 tháng 4 năm 1951 tại Sài Gòn, Việt Nam, từ trần lúc 8 giờ 59 phút ngày 23 tháng 2 năm 2022, hưởng thọ 72 tuổi. Chương trình tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày thứ Hai 21 tháng 3 năm 2022 tại Fit Family, thứ Ba ngày 22 tháng 3 năm 2022 là thăm viếng, lễ di quan và an táng. Tang gia đồng kính báo trưởng Nam Nguyễn Phú Hải ở Việt Nam, thứ Nam Nguyễn Sĩ Hải cũng ở Việt Nam, ban của nhạc Phương Nam thân hữu và đồng nghiệp đồng kính báo. Cáo phó này thay thế thiệp tang, nhận phúng điếu để lo hậu sự. Đây là thông báo của anh chị em nghệ sĩ của nhạc Phương Nam, trong đó có Tuấn Châu, có Philip Nam và nghệ sĩ Cẩm Thu. Rất là mong quý đồng hương, những người ái mộ bộ môn cải lương này cùng góp tay để lo tang sự cho chị Ngọc Đáng. Thưa quý vị, cái tang sự ở Hoa Kỳ mà làm như hình thức này, gói ghém lắm nó cũng phải tốn 40-50 ngàn Mỹ Kim, từ đất cho đến tất cả những chuyện này chuyện kia thì một số anh chị em cũng đã góp phần, nhưng mà sợ là không đủ. Rất là mong quý khán giả phụ tay với nghệ sĩ Philip Nam, ban của nhạc Phương Nam. Tất cả mọi việc xin liên lạc với số phone ở trên màn hình của chúng tôi, có số phone đó, quý vị có thể liên lạc với nghệ sĩ Philip Nam để biết thêm chi tiết. Vâng, thưa quý vị, bây giờ vào chương trình giờ cầu nguyện với anh Mã Gia Trí. Dạ, cảm ơn anh Du Mi. Thưa quý vị, trước hết xin mời quý vị một giây phút lắng động để chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Thứ nhất là Thiên Chúa toàn năng, chúng con xin dâng đất nước này cho Chúa, chúng con dâng tất cả những khó khăn chiến tranh ở tại Ukraine cũng như chiến tranh niềm tin ở trong đất nước này cũng như trên toàn thế giới. Và chúng con xin Chúa phù trợ Tổng thống Zelensky, Ukraine, những người hùng anh dũng đang chiến đấu cho tự do của mình và sự độc lập của mình. Đây là bài học mà chúng con
đã từng chứng kiến và đã từng trải nghiệm khi chúng con thấy trên 500.000 người di tản qua những vùng lân bang, nhắc chúng con nhớ đến 1975. Mỗi lần chiến tranh những cuộc di tản thì bao nhiêu cuộc ly tán. Chúng con thấy có những người cha, những người con trai chia tay tạm biệt với mẹ, vợ, con và trở lại để chiến đấu tại chiến trường cho cái tự do của Ukraine. Đây là một điều rất cao quý. Chúng con xin dâng tất cả những hy sinh, những đau khổ này, những khó khăn này dâng lên trong tay Chúa và Đức Mẹ Maria. Nhất là chúng con cầu nguyện với Đức Mẹ Maria, mẹ của Ukraine và mẹ của Russia. Xin mẹ nâng đỡ, mẹ đã hiển bao lần tại Ukraine và tiên đoán sẽ có chiến tranh và tiên đoán nước Ukraine sẽ được bình an sau đó, mặc dù trả giá rất đắt. Chúng con xin dâng hết tất cả cho mẹ, cho Chúa, cũng như chúng con xin dâng tất cả gia đình chúng con, những khán giả thân yêu của chúng con, tất cả những người nhìn chúng con, nghe chúng con. Xin Chúa hiện diện trong lòng họ và thấy trong lòng họ, cũng như xin Chúa giúp chữa lành cho tất cả mọi người đang lo lắng nỗi đau khổ này cũng như những nỗi đau khổ khác. Chúng con xin dâng tất cả những điều này vào cầu nguyện. Nếu có thể được, nếu điều theo ý Chúa, xin Chúa giúp đỡ và mang đến công lý, hòa bình và sự tự do của những người anh hùng, những người anh dũng này. Và xin Chúa nâng đỡ và che chở, đưa những người tị nạn này đến chỗ bình an, cũng như xin Chúa giúp sớm có giải pháp để chiến tranh khỏi lan tràn mạnh hơn và sự an nguy của toàn thế giới. Chúng con dâng lên lời nguyện về những danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Thưa quý vị, trước hết chương trình hôm nay chúng tôi xin phép, bây giờ ngày mai là thứ tư lễ tro, thì chúng tôi xin phép nói về vấn đề này. Thứ nhất, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị cái sứ điệp của mùa chay của Đức Thánh Cha, của mùa chay năm 2022. Thì Đức Thánh Cha đưa ra một cái sứ điệp này, là mỗi mùa chay Đức Thánh Cha thường thường đưa ra một sứ điệp. Mà sứ điệp năm nay của mùa chay thì Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta phải làm lành theo lời của Thánh Phaolô, tông đồ gửi giáo dân thành Galate. Làm lành và đừng quản ngại từ nan, đến tới thời buổi ta sẽ gặt, miễn là ta không buông rơi trôi. Vậy bao lâu còn dịp, chúng ta hãy làm lành với mọi người. Thì trước khi đi sâu vào cái thông điệp của Đức Thánh Cha, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị. Thường rồi Đức Thánh Cha cũng gửi một cái thông điệp nữa, ngày mai là ngày thứ tư lễ tro, tức là bắt đầu cái mùa chay của toàn của giáo hội Công giáo hoàn vũ, tất cả các nhà thờ, tất cả các Công giáo trên toàn thế giới, cũng như Tin Lành những Kitô hữu cũng mừng được ngày chay từ 40 ngày, từ ngày lễ thứ tư cho tới cái ngày thứ bảy, đêm của thứ bảy tuần thánh. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ như thế này: chúng ta mời gọi toàn thế giới và chẳng những không phân biệt tôn giáo, nhân thứ tư lễ tro là ngày mai để cầu nguyện đặc biệt và hãm mình. Bởi vì Đức Thánh Cha nói mỗi lần khi mà có những cái sự dữ xảy ra trên thế giới, mà chiến tranh, rồi chúng ta thấy cái sự chiến tranh ở tại Ukraine thật sự không phải một chiến tranh thuần túy, mà là bất chấp, nghĩa là tàn sát, có tính cách rất là tàn nhẫn và sát nhân, giết cả đồng bào của nước rất nhiều. Thì mỗi khi sự dữ trên thế giới thì Đức Thánh Cha nó có hai vũ khí mà hay nhất, là hiệu quả nhất, là thứ nhất là cầu nguyện. Thì nếu chúng ta mỗi ngày chúng ta cầu nguyện thêm một kinh Lạy Cha, thêm một kinh Kính Mừng, thêm cái sen, hay là thêm một chuỗi, thêm một nửa chuỗi, thêm 10 kinh, và hãm mình, nghĩa là làm những chuyện gì mà giúp những người xung quanh. Thì hai cái chuyện này nếu mà cả triệu người đều làm, thì mỗi ngày chúng ta có triệu sự việc như vậy, thì hy vọng cái chuyện nó sẽ thay đổi. Và cầu đặc biệt hòa bình và cái sự anh dũng, và chúng ta hoàn toàn tranh đấu và yểm trợ, nỗ lực hết mình để giúp những người anh hùng mà hy sinh và đang chiến đấu ở ngay mặt trận ở tại Ukraine. Không biết là tình hình như thế nào, nhưng mà tới bây giờ thì cái tinh thần chiến đấu rất là dũng mãnh, và nhất là tất cả về lòng dân. Và như vậy, xin mời tất cả quý vị ngày mai là thứ tư lễ tro, chúng ta cùng cầu nguyện, không phân biệt tôn giáo. Một lời cầu nguyện ngắn 5 phút, 2 phút, 1 giây, 2 giây, 5, 10 giây, hay là nửa giờ, một câu kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, hay là một lời cầu nguyện bất cứ nào,
thì chúng ta dâng lên để Thượng Đế giúp và cho bình an, cho hòa bình tại Ukraine, hay là có một giải pháp nào mà có thể không nguy hại lắm cho thế giới. Thì kính thưa quý vị, đó là cái điều mà Đức Thánh Cha kêu gọi. Trở lại vấn đề mùa chay thì kính thưa quý vị, Đức Thánh Cha mời gọi thứ nhất là chúng ta có ba điểm chúng ta gieo và gặt. Tức là chúng ta gieo như thế nào cái hình ảnh. Đối với người Do Thái thì Thánh Phaolô nói chúng ta là có một Cairo, tức là một cái dịp, cái mùa chay là một cái dịp, có cơ hội để chúng ta gieo vải những điều tốt. Mà những điều tốt đó là cái gì? Là hướng về một điều tương lai. Bởi vì đây là một cái cơ hội, một cái thời cơ mà mùa chay là một mùa rất là có thời cơ thuận lợi để cho tất cả mọi người trên dương thế. Mùa chay là cái mùa mà chúng ta nhìn lại, mà mùa chay cũng là một cái mùa mà chúng ta quay trở về, chúng ta xét lại chúng ta đã làm cái gì, và cái tương quan giữa chúng ta, cá nhân mình với gia đình, cá nhân mình với tha nhân, và cá nhân mình đối với Thiên Chúa. Thì đó là một cái điều mà chúng ta, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cùng nhau gieo gặt và chia sẻ lại. Chúng ta xét mình lại, chúng ta có tham lam, chúng ta có kiêu căng, chúng ta có muốn chiếm hữu, thì chúng ta có muốn hưởng thụ hay không. Cũng như trong Thánh Kinh có những người ông già giàu tích lũy bao nhiêu đồ trong kho, rồi xây thêm kho lúa để tích lũy nữa, thì Chúa nói sao mà đồ dại dột, ngày mai Chúa cất con đi thì con không còn gì hết. Thì chúng ta nhớ lúa thóc giàu giàu hay là giàu sang phú quý trên thế gian này cũng không nghĩa lý gì. Một nhất là chúng ta đối với Covid, thì đối diện với đại dịch Covid trong những năm qua, cái sự sống chết nó rất là mong manh, rất là tích tắc. Thành ra những cái gì mà tạm bợ, Thế Thánh Cha cũng nói nếu chúng ta mong chờ cái tạm bợ thì chúng ta sẽ gặt hái được tạm bợ. Mà chúng ta mong chờ và chú tâm vào vấn đề vĩnh viễn, đó là Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ được vĩnh viễn. Nhất là cái bình an vĩnh viễn rất là quan trọng. Và điều này cũng nhắc cho chúng ta nên càng gieo trồng. Mà gieo trồng cái gì? Cũng như cha Trường Lương cũng nói, cái sự gieo trồng mà 40 mười chai, tại sao có người nói thường ta hy sinh cái không ăn chocolate, nhịn ăn cái này, nhịn ăn cái kia. Nhưng mà tại sao theo cha Trường Lương đề nghị là tại sao 40 ngày không nói xấu, 40 ngày làm chuyện tốt rất là nhỏ, dùng một lời nhỏ nhẹ để an ủi những người xung quanh, 40 ngày cương quyết không chửi thề, không nói xấu, không uống rượu, không đi coi hát, hay là những chuyện gì mà quý vị thích nhất thì chúng ta làm những cái đó. Tại vì những Đức Thánh Cha khuyên chúng ta nên nhìn như thế vậy. Mà khi chúng ta gieo gặt rồi á, thì chúng ta phải chờ đợi và kiên tâm để mà chúng ta chờ đợi. Bởi vì lời Chúa mở cho chúng ta thấy, khi chúng ta gieo dầu cái hạt nhỏ đó, như hạt cải, nó cũng thể lớn lên như là một cây đại bàng mà có thể chim trời đến ngự được. Và điểm thứ hai, Đức Thánh Cha cũng nói chúng ta làm lành và đừng quản ngại tự nan. Những cái chuyện làm lành rất nhỏ, có những người bạn đi thăm tù, có những người bạn viết thơ cho các chiến sĩ ngồi tiền tuyến, có những người, có những nhóm đi thăm các nhà những người vô gia cư, thì có những lúc rất mỏi mệt nhưng mà không quản ngại. Cũng như bao nhiêu sơ và các nữ tu tình nguyện để thăm các người bệnh dịch và phục vụ những người bệnh dịch ở tại Việt Nam ở Covid, và họ sẵn sàng làm những chuyện rất nhỏ, lau mặt, lau mài, thay đồ cho họ, nhưng mà vẫn cầu nguyện và không bao giờ từ nan những chuyện gì, dầu nhỏ cách mấy. Chú nói dù những chuyện nhỏ cách mấy, mẹ Teresa Calcutta nói dầu nhỏ cách mấy mà mình làm cho anh em mình đó, thì chính mình làm cho ta. Đó là điều mà Thánh Teresa Calcutta nhắn nhủ chúng ta. Bởi vì trong Thánh Kinh Chúa nói, khi mà ta đói con cho ta ăn, khi ta khát con cho ta uống, khi ta lạnh đắp cho ta áo để mặc. Thì có những người hỏi tại Chúa, con có thấy Chúa bao giờ đâu. Nên không, khi nào con làm cái chuyện gì cho những người trước mặt con thì đó con làm cho ta, thì sẽ được hưởng nước trời. Và đến thời cuối, và cái điểm thứ ba mà theo Đức Thánh Cha nói, đến thời đến buổi ta sẽ gặt, miễn là không bao giờ buông trôi. Quan trọng nhất là phải kiên trì và xin Chúa cho chúng ta cái ơn kiên trì, mà mỗi ngày chúng ta chinh phục chúng ta cách này cách khác, tìm cách đi ngược lại cái ý của mình của mỗi ngày, thì tự nhiên chinh phục được
cái sự kiên trì và chinh phục những cái tánh xấu, những cái ý của mình. Thí dụ mình muốn làm thế này nhưng mà nghĩ lại thôi mình làm cái đó thì mình thôi, mình làm cái này để mình trái lại cái ý của mình, để mình dâng lên cho Chúa mà cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cầu nguyện cho những người đang bệnh dịch, cầu nguyện cho những người đang đau khổ và ly tan. Thì cái lời cuối cùng thì Đức Thánh Cha có nói một câu như thế này: lạy Đức Trinh Nữ Maria, từ cung lòng Đức Mẹ đấng cứu thế được sinh ra, và Mẹ đã giữ kỹ mọi điều ấy và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng. Luca 2:19. Xin Mẹ bầu cử cho chúng con được ơn chiên trì, xin Mẹ hiện diện bên chúng con bằng tấm lòng từ mẫu của Mẹ, để mùa sám hối này mang lại hoa trái và ơn cứu đỡ đời đời. Roma, đền thờ Thánh Laretano ngày 11 tháng 1 năm 1921, lễ nhớ Thánh Martino giám mục. Đó là cái bài của Đức Thánh Cha, cái sứ điệp đó. Thì song song vào đó, kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin chia sẻ một điều nữa là cái ý nghĩa của mùi chay và cái ý nghĩa của lễ tro và mùi chay. Trước hết, cái mùi chay là 40 ngày, bởi vì cái 40 ngày đó là tượng trưng cho 40 ngày Chúa vào quan địa để nhận sự cám dỗ của ma quỷ. Và 40 ngày đó cũng là kỷ niệm 40 năm dân Do Thái đi tìm đất hứa, đi trôi dạt 40 năm ở ngoài sa mạc, tức là cả một cái thế hệ. Và 40 ngày đó cũng là nói lên 40 ngày mà ông tiên tri Isaiah cũng lang thang 40 ngày đói khát sau khi đã diệt 500 thần giáo tu sĩ của giáo phái Baal. 40 ngày nói lên là 40 ngày, một con số mà quan trọng trong lịch sử của giáo hội, là 40 ngày khi mà cái tàu đại hồng thủy của ông Noe cũng 40 ngày lên đên. Thì cái số 40 này cho ta thấy từ cái ngày mà bắt đầu cho đến lễ tư tư lễ trò, cho đến mùa phục sinh. Thì kính thưa quý vị, lễ trò là cái gì? Xin chia sẻ vài điểm về cái đó. Thứ nhất, theo Sáng Thế Ký thì chúng ta được tạo thành từ tro bụi, thì từ lễ tro bụi này để trở thành tro bụi. Nhưng mà theo lịch sử của giáo hội thì từ những thế kỷ đầu tiên cho tới sau thì cái lễ tro thật sự là hồi xưa là người ta không có xưng tội. Nhưng mà người ta xưng tội cái này theo cha Phạm Thế Thủ, Phạm Nguyễn Thế Thủ của địa phận Xuân Lộc kể rằng cái lịch sử của giáo hội là hồi xưa người ta xưng tội có 3 tội thôi. Quan trọng nhất là cái tội ăn cắp, gian dâm, mà những chuyện quan trọng ai cũng biết. Thì không có xưng tội ở riêng, mà xưng tội trước dân chúng. Mà thì cái đức giám mục cũng như cái đại diện cho tông đồ thì rắc tro lên đầu người này, tức là họ được thanh tẩy và được tha tội, nhưng mà họ có một thời gian để họ cố gắng để họ không tái phạm nữa. Thì cái lễ tro thứ nhất là nói lên cái sự thống hối và nói lên cái sự tội lỗi của mình. Mình là con người tội lỗi, và cái tro nói lên cái tội lỗi và nói lên cái bản chất của con người của mình là tội lỗi, và mình trở về với cát bụi. Chúng ta nhớ cái thành Ninive, khi mà ông Thánh Jonah, Chúa kêu ông đi qua thành Ninive, là thành đó là cái thời đó là cái kẻ thù của Israel. Thì ông nhất định trốn, không đi. Ông trốn xuống thuyền, ông đi ra ngoài bờ người khơi. Thì Chúa cho cá mọc làm giông tố bảo lên thành trước thuyền, nó mới các người thủy thủ mới nói ông phải làm cái gì nó mới có chuyện này bắt thăm, thì chính ông là cái người đó, thì mới giục ông xuống biển. Thì con cá mập nuốt ông và 3 ngày sau thả ông ra rồi ngay cái thành Ninive. Tức là ông trốn, ông không muốn đi cái thành Ninive mà Chúa bắt ông phải đến. Rốt cuộc thì ông đi giao giảng nó trong vòng 40 ngày. Nếu mà cái thành này không chịu thay đổi thì Chúa sẽ phạt, không còn ai hết, sẽ bị giết hết. Thì ông nói như vậy, dân chúng nghe như vậy, ông vua cũng vậy, từ trên xuống dưới, chó mèo, ông già bà cả, tất cả mọi người đều ăn chay cầu nguyện và bôi tro trên đầu và mặc áo thô và ăn năn thống hối. Thì đúng, Chúa tha. Thì đây là một cái chuyện mà cái lễ tro nói cái sự tội lỗi của mình và cái sự thống hối, cái niềm thống hối của mình. Mà khi mình thống hối thì tự nhiên cái lời cầu nguyện đó sẽ được Chúa ban và Chúa chấp nhận. Thì cái lễ tro nó là như vậy, kính thưa quý vị. Cái mùa chay là cái mùa mà 3 chuyện mà chúng ta, mọi người yêu cầu chúng ta phải làm, là điều thứ nhất là ăn chay hãm mình.
cầu nguyện. Và Chúa nhắn nhủ cầu nguyện không phải đứng la lối sùm hay cầu nguyện dài thiên thu địa tận, không. Chúa nói con cầu nguyện đóng cửa lại, con cầu nguyện trong lòng. Chúa biết những gì con cần và Chúa muốn cái lòng, chứ không muốn ở ngoài. Chúa không muốn bề ngoài, Chúa không muốn ngoài giả hình, mà Chúa muốn chúng ta thật sự trong lòng chúng ta cảm mến được tình yêu của Chúa và cái ơn Chúa cho chúng ta sinh sống. Từ cái hơi thở chúng ta Chúa cũng cho, từ cái sức khỏe của chúng ta Chúa cũng cho, tài năng của ta Chúa cũng cảm ơn Chúa. Từ những cái này, theo lịch sử của giáo hội, cũng như lịch sử của Do Thái, cũng như lịch sử của nhân loại, những diễn biến trong cuộc đời chúng ta từ nhỏ tới lớn đều trong bàn tay của Chúa. Và chúng ta cảm ơn như vậy, bao nhiêu mà diễn biến trong cuộc đời chúng ta vẫn thoát được khỏi mặt trận đạn tránh ta, hay là ta bị bắn mà không chết. Bao nhiêu chuyện là Chúa sắp đặt tất cả chương trình này. Chính như vậy, cái chương trình mùa chay là chúng ta ăn năn hối cải, chúng ta cầu nguyện, và nhất là Chúa nói chúng ta làm việc lành. Việc lành là cái gì? Chúng ta làm những cái việc gì mà có thể đem niềm vui, đem bình an đến cho tất cả những người chung quanh chúng ta. Dù một chuyện rất là nhỏ, dù một cái ly nước lã, dù là một cái chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng mà những cái chuyện đó nó có với cái lòng dâng hiến cho Chúa và cái lòng khiêm tốn, là Chúa con xin lỗi Chúa, là Chúa con tạ ơn Chúa, là Chúa con cảm ơn Chúa đã cho chúng con qua được bên đây cái xứ bình an, khí hậu tốt đẹp, nắng đẹp, hoa đẹp, cây đẹp, tất cả và mọi người chung quanh. Thì tạ ơn Chúa cho những cái điều đó. Mỗi ngày chúng ta thức dậy, sáng thức dậy chim hót, bao nhiêu chuyện chúng ta nói, họ thay nhau bông hoa lá cành ca tụng cái sự tình yêu, cái tình yêu bao la của Chúa trong con người chúng ta. Thì chúng ta kết hiệp như vậy thì chúng ta sẽ đạt được những cái gì mà chúng ta cần phải làm. Nhưng mà cái đường này, cái diễn trình mà mùa chay cái thứ bây giờ là một diễn trình lâu dài, chứ không phải cái diễn trình mà chỉ làm qua loa 40 ngày rồi xong. Bởi vì đây là một cái chuyện mà Chúa nhìn thấy, là cũng như Chúa nhìn thấy bao nhiêu người bỏ tiền vô trong đền thờ, thì có một bà quá nghèo, bà bỏ có 2 đồng xu ten. Và khi Chúa bỏ 2 đồng xu ten thì bà mới nói với các môn đệ, đây là cái người bỏ nhiều nhất, tại vì những người kia bỏ tiền mà những cái phần dư giả, còn bà này bỏ, bà quá này bà chỉ có 2 đồng xu ten, bà bỏ tất cả cho mình. Thì đó là Chúa nói là bà bỏ nhiều nhất. Thì cái giá trị material nó không có quan trọng bằng cái lòng. Cũng như khi mà Chúa nhìn thấy, khi mà Chúa kêu ông tiên tri Jonathan để mà sức dầu tấn phong cho ông David, thì ông Jesse là cha của ông David có 7-8 người con trai, người nào cũng hùng mạnh đẹp trai, thì mỗi người đi đến thì nói có phải người này để tôi sức dầu không, thì Chúa nói không phải, người này đẹp trai quá, không phải. Cuối cùng không nào hết, thì cuối cùng nó hỏi với ông còn ai nữa, tôi còn bé, nó nhỏ xíu mà nó chăn chiên ngoài đồng, thôi kêu nó về. Vừa gặp thấy người đó cái thì Chúa mới nói với ông Nathan là người này, chính thằng này nè là sức dầu tấn phong cho nó nên là vua. Chúa nhìn tận trong cõi lòng, thưa quý vị. Chính vì vậy chúng ta làm cái gì, chúng ta nhớ cái lòng Chúa thấy rõ, mà tất cả mọi việc Chúa đều thấy hết. Thì nó không thể nào mà chúng ta làm bề ngoài, có những người nói thế này thế kia nọ, mình gạt một lần gạt 20 lần không nói sự thật. Nhưng mà đối với Chúa nhìn bằng sự thật và Chúa nhìn bằng cái lòng. Và cái mùa chay là cái mùa mà chúng ta phải ăn năn đền tội và hướng lòng về Chúa và tạ ơn Chúa luôn luôn, cũng như làm gì làm được cho những người xung quanh. Chúng ta nên làm để giúp cho tất cả những người xung quanh, dù chuyện nhỏ hay chuyện lớn. Vâng, cảm ơn giáo sư Mạnh Giáo Trí. Rất tiếc là bây giờ chúng ta đã hết giờ rồi, cho nên chào khán giả của đài. Dạ, một lần nữa thưa cảm ơn tất cả quý vị đã nghe lời anh em chúng tôi, và chúng tôi xin tiếp tục mời quý vị cầu nguyện, nhất là ngày mai chúng ta cầu nguyện làm những gì quý chị bác ái và kịp thông với sự cầu nguyện để cho hòa bình thế giới và cho hòa bình trong tâm hồn trong tất cả mọi người chúng ta. Dạ, một lần nữa cảm ơn quý vị. Việt Nam American, Việt Nam American, tình đồng minh trên vai chiến đấu bên nhau. Việt Nam American, Việt Nam American, lấy màu đỏ.